Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì vị trí của mình thì cách ủy ban khoảng tầm vài trăm mét thôi, cách biển Phước Hải khoảng tầm 2 km nha quý anh chị. Nói chung là tầm 2,5 cây số thôi. Khu dân cư đông đúc nha. Hôm nay em có sản phẩm là một lô đất đây. Ngang 5 m, sâu vào là 39 m nha quý anh chị. Có 100 m thổ cư. Nói chung là lô này đang ngọt chủ đang kêu giá là 1,650 nha quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa, quy hoạch là phủ hồng hết nha. Tí nữa em sẽ quay cái sổ cho quý anh chị xem. Thì bây giờ em sẽ quay ra khu dân cư xung quanh cho quý anh chị xem nha. Tại vì từ vị trí của mình cách biển Phước Hải khoảng tầm hơn 2 km thôi. Quý anh chị mà quan tâm sản phẩm gần biển Phước Hải thì liên hệ liền cho em. Em xin nói lại cái tọa lạc là thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là nhà vườn san sát luôn nha quý anh chị. Dân cư đông đúc nha. Thì đường nhựa tim vàng. Đường nhựa này là hơn 8 m. Đường nhựa 28 m, chưa tính vỉa hè nha quý anh chị. Ở đây đang lên rất là nhiều nhà vườn này. Quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ liền cho em qua số hotline trên màn hình nha. Đây có mình ra đây tầm 100 m là có ngã ba này. Dân cư đông đúc mà khí hậu mát mẻ cho quý anh chị. Em xin nói lại diện tích là ngang 5 m, sâu 39 m, có 100 m thổ cư. Giá là 1,650. Quý anh chị quan tâm thì liên hệ liền cho em nha. Bây giờ em sẽ quay cái sổ cho quý anh chị xem. Số bên đây cho quý anh chị, thửa đất số là 315 tờ bản đồ 36, địa chỉ là xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 192 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại cây hàng năm khác cho quý anh chị. Đây thửa đất mình đây nha, đường nhựa nha. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị dễ nhìn nha. Đây. Ngang 5, sâu 39. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh quý anh chị.